Hello anh em, đây là cái cánh tay hình xăm phượng hoàng hoa modern kín tay theo phong cách Nhật lưu nhá. Thì hôm trước mình đã đánh khối được một ít ở phía dưới rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục mình đánh lốt phần khối của cái cánh tay này. Đấy, ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em đánh cái vị trí của trỏ này với lại tô đen những cái vị trí mà sát chi tiết nhỏ như này thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình xăm luôn anh em nhé. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ đánh khối ở vị trí này trước. Ok anh em. Anh em đang xem ở đây là mình đang tô đen cái vùng lền anh em nhé, vùng lền phía sau cùng của một cái chi tiết, ở đây là cái chi tiết của cái vùng lá anh em ạ, lá với hoa. Thì phía sau cái lá với cái hoa mình muốn làm nổi bật cái chủ thể lên thì mình sẽ tiến hành mình nhấn cái vùng lền cho nó tối cái vùng lền đi anh em nhé. Thì mình sẽ tiến hành mình tô đen và mình có cách cái vị trí led chính của cái vùng lá ra, thì như thế thì sau này chúng ta vào màu ấy thì cái lá của chúng ta nó sẽ nổi bật hơn và nhìn nó sẽ đẹp hơn anh em nhé. Để mình quay gần lại hơn để cho anh em xem nhé. Đây anh em đang được xem mình tô đen đây anh em nhé. Đấy, tô đen bằng chiếc máy xăm Yutali. Xăm thì nó không bị bắn và xăm đến đâu thì mực nó ăn đến đấy. Nói chung đây là một chiếc máy xăm nó rất phù hợp cho cái chúng ta thực hiện cái kỹ thuật là đi led đánh bóng cũng như là vào màu. Anh em có thể xem ở đây cái phần mực đen ấy mà mình tô ấy thì nó rất là mịn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi xăm ấy anh em có thấy những cái đường xăm của mình nó rất là gọn gàng không, nó mực nó không bị bắn té loe ra, nó rất là gọn gàng và sạch sẽ. Như thế thì trong quá trình mà chúng ta làm ấy thì nó sẽ ok và nó hiệu quả hơn. Cái mực đen của cái sen mực của anh Lâm Việt thì mực đen ấy vào rất là dễ xăm anh em nhé. Anh em có thể sử dụng để đi led hình châu Á, hình Nhật lưu cũng rất là phù hợp. Còn cái chất mực này thì nó không phù hợp cho anh em đánh Nhật cổ lắm. Khi mà đánh Nhật cổ thì anh em sẽ đánh theo theo cái cách khác, kỹ thuật khác và cái chất mực của Nhật cổ ấy thì nó sẽ khác anh em nhé. Anh em nào mà cần mua mực Nhật cổ hoặc là cần mua mực để pha ấy thì anh em inbox cho mình qua số điện thoại Zalo là 0789115666 nhé. Mình vẫn nhận dạy kèm anh em kỹ thuật cơ bản nâng cao trong thể loại Nhật cổ. Anh em nào mà có nhu cầu muốn học thì anh em inbox cho mình nhé. Còn bây giờ thì anh em xem tiếp cái quá trình mà mình làm anh em nhé.
Khi mà chúng ta xăm mà cái vị trí mà chúng ta xăm ấy nó sát với lại cái vị trí của cái chi tiết chính ấy, thì anh em nên cách ra một khoảng cách tầm khoảng 2 ly đến 3 ly nhé. Đấy, như là anh em đang xem mình đang xăm cái lá, cái vị trí cái lá ấy, thì mình có cách ra để làm cho cái lá với lại cái thân của cái lá ấy, nó sẽ làm nổi bật hơn. Như thế thì sau này chúng ta vào màu thì cái lá của chúng ta nó sẽ nổi bật và nhìn nó sẽ đẹp hơn anh em nhé. Xe đi đó, không nắng. Rồi ok, cuối cùng thì hình xăm lền của cái tác phẩm Kín Tay này đã xong anh em nhé. Đây là cái vị trí cùi trỏ mình vừa lấy mình quay cho anh em xem này. Thì bữa sau sẽ tiến hành bắt đầu vào màu. À, cái cánh tay này thì mình làm đến đâu mình sẽ quay lại để cho anh em xem đến đấy anh em nhé. Đây là mặt trong này. Đấy, à, nhìn khá ảo đúng không? Đây là mặt ngoài này. Đây là vị trí lên bắp tay này. Đây là mặt sau này. Ok anh em. À, rồi cảm ơn anh em đã xem hết video. Anh em có vấn đề gì thắc mắc về kỹ thuật và anh em muốn học xăm thì anh em inbox cho mình qua số điện thoại Zalo là 0789115666 anh em nhé. À, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. À, thì video sau thì mình sẽ lên màu cái cánh tay này và mình sẽ quay lại cho anh em cùng xem cùng nhé.